Chị Điên là chị Cút đi. Xin chào các chị em ở Hải Phòng nhé. Hôm nay mình sẽ live stream cho các chị em về một dịch vụ cũng thực ra cũng rất là lâu rồi của Eva Sinh Hải Phòng. Nhưng hôm nay mình sẽ live trực tiếp cái ca điều trị của khách hàng này về điều trị viêm lỗ chân lông, viêm nang lông vùng chân và vùng bắp tay và vùng lưng. Bây giờ là sắp sang bây giờ là mùa hè rồi chứ không phải sắp sang đúng không? Quên mùa hè rồi. Diện không phải kiêng khem gì này mà một lần là các chị em đã thấy nó mịn luôn rồi, nó sẽ hết mụn luôn nhá. Bây giờ mình sẽ quay cho các chị em xem quy trình điều trị viêm lỗ chân lông tại spa nhá. Bởi vì bạn này là bị hết cả hai bên chân luôn ạ. Vì khách hàng này bị hết cả hai bên chân luôn cho nên là mình sẽ cho hai kỹ thuật viên làm luôn cho nhanh cho khách hàng ạ. Vừa rồi bị mất lỗi tín hiệu mạng một chút. Đó. Làm hoàn toàn rất nhẹ nhàng luôn ạ. Làm bằng kỹ thuật phi kim nano nhé. Phi kim nano thuốc ạ. Đó, làm rất nhẹ nhàng luôn, không phải ủ tê, không đau đớn một chút nào luôn ạ. Chỉ có nằm đấy thấy thư giãn đấy buồn buồn thôi, chứ hoàn toàn không hề đau đớn gì cả. Bạn khách hàng này mới làm được một lần và hầu như là đã hết cái tình trạng viêm, chỉ còn lại những cái nốt thâm do bạn ấy cậy cho nên là sẽ còn một chút cái nốt thâm thôi, còn hoàn toàn tình trạng viêm lỗ chân lông sau một buổi đã gần như là hết rồi. Đó, trên da của bạn ấy chỉ còn những cái nốt thâm do cái mụn mà bạn ấy cậy để lại nhá. Còn hoàn toàn bề mặt nó cực mịn luôn ạ. Còn bình thường ấy, những khách hàng mà bị viêm bình thường là cái bề mặt nó sần sùi lên ấy ạ. Mà cái tình trạng nó sần hết lên mà có nổi những cái hạt mụn trắng ấy, mà khi chúng ta nặn ra có các hạt mụn trắng ấy. Nhá. Thì sau một buổi, mới cả sau một buổi thôi, hoàn toàn là đã hết cái mụn sần và chỉ còn lại những cái vết thâm do bạn ấy cậy ạ. Thì cái vết thâm này nó sẽ hết dần dần nhá. Khi mà chúng ta điều trị được hết viêm rồi, bắt đầu chúng ta có thể tắm dưỡng. Chúng ta có thể tắm dưỡng 1-2 buổi là gần như là cái vết thâm này nó sẽ mờ hết luôn. Da sẽ láng mịn và trắng luôn. Đây ạ, kỹ thuật viên đang làm đây ạ. Đưa tinh chất điều trị viêm lỗ chân lông xuống dưới da của khách hàng rất nhẹ nhàng, không đau rát, hiệu quả nhanh ạ. Không đau một chút nào luôn nhá, không hề tổn thương gì hết. Làm lại chỉ có cảm thấy thư giãn thôi. Cho nên chị em nào mà đang bị mất tự tin về vấn đề mà bị viêm bít tắc lỗ chân lông vùng chân, tay hoặc lưng thì hãy liên hệ sớm để hưởng chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng này nhá. Tháng này bên Eva Sinh có rất nhiều những chương trình khuyến mãi. Cho nên các chị em nào cứ có cái nhu cầu nào, đang cần cái gì, băn khoăn cái gì thì có thể inbox lại, thì sẽ có một chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình để tư vấn cho các chị em nhé. Đó, mọi người nhìn xem ạ. Không đỏ, không đau, không gì hết luôn ạ. Chỉ có phi kim nano, đầu nano ạ. Cho chị mượn cái đầu một chút nào. Đây ạ, đây là đầu nano ạ. Không hề có kim đâu, đầu nano ạ. Đó, mỗi khách hàng sẽ sử dụng những cái đầu nano riêng biệt luôn ạ. Một lần làm vứt đi luôn, lần sau làm cái mới ạ. Không có dùng lại tái phát gì, dùng tái lại nhá. Mỗi một khách hàng là dùng lại mới luôn đấy ạ. Đó, một khách hàng dùng lại mới luôn, không có dùng chung chéo. Bởi sau khi làm xong em sẽ vứt đi luôn. Và mỗi lần làm là em sẽ xuất cái mới cho khách hàng kiểm tra luôn. Đây ạ, kim nano ạ. Hoàn toàn không đau chút nào luôn nha. Điều trị viêm lỗ chân lông nha. Viêm lỗ chân lông mà bít tắc lỗ chân lông ấy, các chị em thấy là ví dụ dưới lỗ chân lông của mình có những cái hạt mụn mà các cái sợi lông nó xoắn vào bên trong ấy, mà nó gây sự bít tắc ấy, thì các chị em có thể liên hệ sớm nhé. Làm một lần là đã khác biệt hoàn toàn luôn ạ. Thời gian làm mỗi lần khoảng tầm một tiếng nhé. Thời gian làm mỗi lần khoảng một tiếng. Không phải lo kiêng khem ăn uống, không phải lo gì hết. Chỉ cần sau khi làm xong là các chị em chống nắng cho em cẩn thận để cho nó khỏi bị bắt nắng thôi. Bởi vì mình vừa mới điều trị xong ấy, mình không nên phơi nắng ra, bởi vì nó có thuốc nó đang ngấm ở dưới da ấy. Thì mình chỉ cần che chắn bảo vệ cho em kỹ là được. Không có điều trị xong thì đừng có đi biển.
cháy nắng. Đó, chỉ cần lưu ý vậy thôi chứ hoàn toàn không một cái vấn đề gì luôn. Mặc váy, mặc áo hai dây hở lưng gì cho nó tự tin. Không, mùa hè này rồi mà không tự tin mặc thì hơi phí. Đó, dịch vụ điều trị viêm lỗ chân lông nha. Hoàn toàn không đau nhé. Không đau một chút nào luôn. Bạn nào, khách hàng nào mà vội thì em sẽ cho ẩn 2 chuyên viên làm luôn cho các chị em nhé. Rất nhanh luôn. Tự tin diện váy ngắn. Mụn lưng cũng là làm luôn nhá. Lưng rồi bắp tay chân. Eva Sinh lúc nào cũng rất là đông khách nha các chị em. Bởi vì bên Eva Sinh luôn cam kết về chất lượng, hiệu quả, đảm bảo luôn không hiệu quả hoàn tiền. Cho nên là các khách hàng hoàn toàn yên tâm nhá. Địa chỉ của Eva Sinh Hải Phòng là G25B đường Phạm Văn Đồng, ngay chân cầu Rào nhá, ngay gần cầu Rào tòa biệt thự Anh Dũng. Tòa biệt thự Anh Dũng nhá. Chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ, sẽ có một bạn trực tổng đài sẽ hướng dẫn chỉ đường và tư vấn cho các chị em nhé. Khi các chị em đến thì sẽ được cấp thẻ bảo hành nhé. Tất cả các dịch vụ của Eva Sinh đều được cấp thẻ bảo hành nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Cứ có nhu cầu gì về làm đẹp các chị em cứ inbox nhé. Dịch vụ gì Eva Sinh cũng có hết, chỉ trừ có phẫu thuật thẩm mỹ nó không có thôi. Còn tất cả các làm đẹp không xâm lấn gì là đều có. Đảm bảo cam kết có bảo hành luôn cho các chị em. Đó, nhân viên làm rất nhẹ nhàng luôn. Chỉ có thư giãn thôi. Chị em nào có nhu cầu thì inbox lại cho em nhé. Cứ các chị có nhu cầu gì là bên Eva Sinh có hết nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.